Sau trận mưa tầm tã hồi chiều, xung quanh căn nhà lại râm ran tiếng ếch nhái kêu ồm ộp. Châm lên một bi thuốc, ông Đảm cầm xe điếu cắm vào cái bát rồi căng mồm mà hít. Tiếng nước điếu vang lên ren rét, dập tan đóm vào trong khe điếu. Ông Đảm nhả từng đợt khói trắng phê pha, ngả lưng ra chiếc ghế gỗ. Đoạn lại quay qua nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương đang say giấc. Ông khề khà nở một nụ cười đắc ý. Chẳng gì thì vợ chồng ông cũng được cái tiếng là đẻ được cô con gái vừa xinh xắn lại nết na nhất nhì ở trong cái làng này. Căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của vợ ông từ khi Thi mới lên ba. Vì thương con gái, ông không muốn con phải chịu cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Vậy nên ông chấp nhận ở vậy, gà trống nuôi con mà không một lần nào có cái suy nghĩ sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Thời gian trôi qua, cô con gái độc nhất của ông năm nay vừa tròn độ tuổi trăng, lại đang vào độ xuân thì nên dáng người nở nang, bụng thắt lưng ong, cong cong hình chữ S. Khúc nào ra khúc nấy, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt bồ câu trong veo đen láy, hớp hồn người nhìn. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi nhỏ nhắn, tất cả mọi thứ trên gương mặt thì đều hoàn hảo đến từng đường nét. Có lẽ thì đã được thừa hưởng quá nhiều nét đẹp từ người mẹ quá cố của mình. Với nụ cười tỏa nắng đốn tim không biết bao nhiêu chàng trai, cuộc sống của Thi cho đến nay chỉ tràn ngập một màu hồng ngọt ngào. Mỗi lần ra ngoài, hễ có thanh niên nào ở làng mà bất chợt gặp Thi là chỉ biết đứng được ra, cả người cứng đơ như khúc gỗ mà nhìn không chớp mắt, nước miếng cứ nuốt ừng ực. Ấy vậy mà Thi vẫn ngây thơ, hồn nhiên không hề hay biết rằng đã có biết bao chàng trai vẻ lòng đã tương tư ngày đêm mà thương nhớ đến cô. Thời gian cứ thế trôi qua, con gái thời buổi bấy giờ 15-16 chính là độ tuổi lấy chồng. Có đứa tay đã cắp nách đến 2-3 đứa con là chuyện quá bình thường. Ông Đản cũng biết vậy, nhưng con gái ông xinh đẹp là thế, gia đình cũng thuộc vào hàng khá giả, thiết nghĩ phải gả cho một gia đình quyền thế nó mới gọi là môn đăng hộ đối. Cũng có nhiều gia đình mang con trai sang đánh tiếng nói chuyện muốn cưới Thi về để làm con dâu trong gia đình mình. Ấy thế nhưng ông Đản xua tay từ chối hết tất cả lễ vật. Ông lấy lý do Thi vẫn còn nhỏ, để thư thư cho 1-2 năm nữa rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Dù ông Đảm nói đã hết lời, nhưng không một gia đình nào chịu bỏ cuộc. Cứ rằm bữa nửa tháng, họ lại đem cơi trầu sang để dần tính chuyện dạm hỏi. Âu họ sợ là lẽ bình thường. Họ sợ trong thời gian này, ông Đản rửa trứng mà thay đổi quyết định, thì sẽ trở thành con dâu nhà người ta mất. Rồi con trai nhà họ lại bỏ ăn bỏ uống, suy sụp tinh thần vì thất tình cũng nên. Vì có quá nhiều gia đình để mắt đến Thi, đã có lúc ông Đản tính đến chuyện sẽ mở cuộc thi kén rể để tìm ra người thắng cuộc. Nhưng một hồi bàn tính, ông lại bỏ đi cái ý định đó. Lỡ chẳng may mèo mù vớ phải cá rán, có cái đứa nào nó ất ơ, nó giành phần thắng, thì cuộc đời cô con gái rượu của ông chỉ có nước rơi vào bế tắc. Một phần cũng là vì từ nhỏ Thi đã được ông Đản răng dạy nghiêm khắc, theo đúng với chuẩn mực một gia đình gia giáo, sống có nề nếp. Vậy cho nên, ông muốn để cho Thi tự quyết định trong việc quan trọng nhất của một đời người. Thi, lên đây thầy bảo. Tay nâng chén trà đặc, ông Đảm từ trên nhà nói vọng xuống. Thi đang gánh nước tưới cho từng lúng rau xanh ở mảnh vườn cạnh nhà, nghe tiếng vội đáp. Vâng, thầy chờ con một lát, con làm một xíu nữa là xong rồi. Nhanh cái tẩy lên, kẻo lát nữa lại muộn. Thì vâng dạ, rồi tiếp tục công việc của mình. Chừng nửa tuần trà sau, thì mới trở ra sân giếng, rửa sạch bùn đất bám trên người, sau đó lên trên nhà. Đoạn lại hỏi. Mới sớm ra, thầy gọi con có việc gì sớm thế? Cái con bé này, thật cha nhớ gì. Ngày mai là ngày giỗ u mày, mà hôm nay
phiên chợ phải đi sớm. May ra còn có thịt ngon mà làm cỗ chứ. Trời lạnh như thế này ấy, thì no gì bị hỏng mà không mua sớm hả con? Ờ, con quên mất. Thế để con chạy, con đi mua ngay. Thì vâng dạ, quay lưng bước đi. Nhưng ông Đàn lại gọi giật lại. À, thầy bảo. Dạ, còn phải mua thêm gì nữa hả thầy? Không, việc này thầy chỉ hỏi riêng con thôi. Thầy là thầy muốn để con thêm 1-2 năm nữa, cho đủ lông đủ cánh mới tính đến chuyện gả con đi. Ê, nhưng mà nhiều gia đình họ tới lùi qua, thầy cũng thấy phiền. Thôi thì nếu con muốn lấy chồng, con ưng ai ấy, thì để thầy nhận lời với gia đình nhà đó. Nghe đến đây thì nước mắt nưng chồng quỳ sụp xuống mà ôm chân ông Đản. Nước mắt rừng rừng đã lăn dài trên đôi má hồng. Cô sụt sùi khóc. Không, thầy bảo con làm gì cũng được, nhưng thầy đừng bắt con lấy chồng. Con không lấy chồng đâu, con muốn ở bên cạnh thầy cơ. Ông Đản cũng thương con gái lắm. Mặc dù trong thâm tâm ông cũng chẳng muốn gả con gái đi cho bất kỳ ai, nhưng làm như vậy thì ông lại trở thành một người cha ích kỷ nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của con mình ư. Dù sao thì lúc này có lẽ tâm hồn Thi vẫn còn non nớt, chưa hiểu sự đời nên suy nghĩ vẫn còn chưa được chín chắn. Ông xoa đầu Thi vỗ về. Ok, thầy hỏi thế thôi chứ thầy có bắt bày nấy đâu. Thôi được rồi, nín đi. Thầy hứa sẽ không nói đến cái chuyện này nữa. Đứa nào vẫn còn đến đây mà muốn nói chuyện cưới xin, thầy tha chó, cắn chết mẹ nó. Thì đứng dậy mừng rỡ. Thì hứa rồi đấy nhá, con đi chợ đây. Nghe ông Đàn nói vậy thì lập tức ngừng khóc, khuôn mặt lại trở lên tươi tắn đợt ngay. Ông Đàn nhìn thấy cảnh đấy cũng phải phì cười. Đúng là cô con gái rượu của ông nó cũng nắm trò lắm. Thi nhoẻn miệng cười rồi tươi cười tung tăng mà chạy đi. Trông theo bóng dáng của Thi dần khuất khỏi tầm mắt, ông Đàn lại khẽ thở dài. Thôi thì sinh được cô con gái có hiếu với mình như vậy, ông cũng mát lòng mát dạ bỏ cái công sinh thành nuôi nấng. Dù sớm hay muộn trước sau gì cuối cùng nó cũng sẽ phải lấy chồng. Bây giờ còn được ở gần bên ngày nào thì hay ngày ấy vậy. Không chừng dăm bữa nửa tháng nữa, đùng một cái nó lại đòi lấy chồng không chừng. Con gái con đứa, cái thay đổi tính nết như là thời tiết ấy, làm sao mà lường trước được. Có lẽ từ giờ việc trước mắt của ông lại phải cứng rắn hơn, thẳng thừng mà từ chối những gia đình kia vậy. Vì cô con gái cưng của mình, ông chấp nhận thiệt thòi, mang điều tiếng một chút cũng không có gì to tát. Suy nghĩ vẩn vờ, ông Đản lại châm lên bi thuốc lào mà hút long lên sòng sọc. Phê pha trong làn khói thuốc mơ màng, ông Đản ngước lên nhìn ban thờ, nhìn di ảnh của vợ. Gã họa sĩ làng bên phác họa cho lối tranh truyền thần. Ông lẩm bẩm trong cuống họng. Bù ơi, con mình nó lớn rồi đấy. Ra đến chợ cũng đã mua được một ít đồ, càng đi sâu vào trong thì mới cảm thấy phiên chợ hôm nay xem chừng khác hẳn với mọi khi. Tự dưng lại đông đúc và nhộn nhịp lắm. Tới gian hàng bán thịt lợn thì vừa lựa thịt vừa dò hỏi mụ Tám. Sao hôm nay chợ mình có vẻ đông vui vậy dì Tám? Cái con bé này, dạo này mày cứ ru rú ở nhà không biết là phải. Làng ta mới có một họa sĩ dọn đến đấy, đâu nghe vẽ tranh đẹp lắm. Tranh gì hả dì Tám? Tranh truyền thần, chứ còn tranh gì? Thì ngơ ngác, thắc mắc hỏi lại. Tranh truyền thần là gì hả dì Tám? Tao cũng nghe thế, người ta kháo nhau chứ tao biết đâu. Hình như là tranh vẽ người ấy. Mụ Tám chỉ tay vào chiếc lằn tre đã gần đầy ắp. Thế làm gì mà hôm nay mua nhiều thế? À, ngày mai dỗ u con gì ạ? À thế à, bà ấy tạ thế
cũng được 12, 13 năm rồi ấy nhỉ. Làm tao cứ tưởng mới hôm qua ấy. Tưởng làm sao mà tưởng? Cái con bé này thật là ngây thơ. Cả cái làng, cái tổng này, ai chả biết. Con gái rượu của ông Đản lọt vào mắt xanh của biết bao công tử, nhà phú hộ vùng này. Thấy mày mua nhiều đồ, tao tưởng ngày mai làm cơm đãi đằng trai. Không, con không lấy chồng đâu. Con ở bên thầy con thôi. Ngày mai là dỗ u con. Mà tranh truyền thần ở đâu gì? Con đi sang con xem một chút. Thi nhuyễn miệng cười, đôi môi xinh xắn lại cong lên một cách quyến rũ. Trả tiền xong xuôi, Thi lại chạy đi xem cảnh náo nhiệt, không quên chào mụ tám. Con chào gì, lần sau con lại đến nhá. Mụ tám trông theo cái bóng dáng phía sau của Thi mà lại thấy tiếc nuối đến đứt cả ruột. Câu chuyện đã là quá khứ, nhưng mỗi lần nghĩ lại, mụ đều cảm thấy day dứt vì quyết định ngu ngốc của mình. Chả là gia đình mụ với gia đình của ông Đản khi xưa cũng là mối giao hảo thân thiết lắm. Các cụ thân sinh ra chồng của mụ và ông Đản còn lập giao ước hứa hẹn, nếu vợ mà sinh được con trai hoặc con gái thì sẽ cho chúng kết nghĩa huynh đệ tỷ muội, còn nếu sinh được một trai một gái sẽ cho chúng kết thành một cặp, thành vợ chồng. Ấy thế nhưng cả hai vợ chồng đều sinh được con trai, vậy nên cái mối giao ước để lại tới bây giờ, tới đời cháu, thực hiện cho đúng với tâm nguyện của bề trên. Mụ tám khi đó bước chân về nhà chồng, chỉ mới nghe chồng nói tới mối giao ước, lại thấy gia đình ông Đản khi đó nghèo hèn, nhìn qua đã thấy không có một chút gì gọi là môn đăng hộ đối với mụ. Mụ quắc mắc, mụ rít lên. Giời ạ, không bao giờ nhá. Cái thời buổi nào rồi vẫn còn nghĩ đến cái chuyện hứa hôn. Chuyện của các cụ, các cụ đi mà lo, các cụ đi mà lấy, cớ sao bắt con cái phải gánh vác. Ông không thấy gia đình bên đấy nghèo rớt mùng tơi à? Chẳng may tôi đẻ được con gái, gả sang bên ấy thì làm thế nào? Còn nếu như mà tôi đẻ được con trai, bên ấy đẻ được con gái, gả sang bên đây cũng không được, không môn đăng hộ đối, không được. Im ngay. Ở cái nhà này ai là chủ? Mụ vừa bảo ai lẩn thận hả? Mụ thử nhìn lại xem gia cảnh nhà mình có khá hơn người ta không mà chê người ta, người ngoài nghe được họ lại cười cho bây giờ. Thế nhưng mà... Im. Tôi đã bảo im là im cơ mà. Lão Điểu chồng mụ tám nghiến răng ken két, tức giận đến mức đổi cả cách xưng hô. Mà mỗi lần lão giở chứng lên như vậy thì tốt nhất là mụ nên ngậm miệng lại. Chứ nếu mụ còn dám nói thêm một lời nào nữa thì chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa. Lão ấy sẽ vả cho mụ mấy cái đến răng mồi lẫn lộn, có khi cháu cũng chẳng húp nổi. Mụ lặng lặng bước vào trong buồng, trong lòng ấm ức lắm. Mụ hạ quyết tâm phải tìm mọi cách để cắt đứt cái giao ước hôn nhân chết tiệt kia, đem đi đốt bỏ. Có như vậy, con mụ sau này mới thoát khỏi cái nhân duyên trói buộc. Ai đời, đứa con trai của mụ lại phải gả cho một đứa con gái nghèo như thế chứ. Mụ không chấp nhận. Đến khi mụ đẻ ra đứa con trai được 6 tuổi, bỗng dưng không đâu có một cô vợ tương lai chưa đầy 4 tuổi. Với lại thiếu đi sự chăm sóc của phụ nữ, cũng chẳng biết lớn lên con bé ấy nó như thế nào. Năm 4 tuổi, Thi nhìn xấu lắm, cứ bẩn bẩn, hôi hôi, răng thì sún, mặt cứ tròn vo mà chân tay thì khẳng kheo, bụng ỏng đít cong. Chồng thế nào, lớn lên cũng là một cô gái xấu xí. Mụ lại càng quyết tâm phải từ cho được cái mối hôn ước này. Một hôm mụ lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, mụ tám lại bán hết hàng nên được về sớm. Mụ lục lọi một hồi trong các ngăn kéo tủ, hộp sắt, phàm là những thứ có thể cất giấu được đồ vật, mụ tuyệt không bỏ sót. Cuối cùng, mụ cũng tìm được giấy tờ hứa hôn để hủy đi cái mối hôn sự ấy. Mụ lấy bùi nhồi, thổi phù phù, khói bốc lên đến toét cả mắt. Mụ mới có được một mồi nửa, nhìn tờ giấy hứa hôn
đã bị đốt cháy, dần thành tro tàn. Mụ Tám cười lên ha hả. Trong ánh mắt, ánh lên niềm vui sướng khôn ngồi. Vậy là từ nay, nhà bà không còn liên quan gì đến nhà mày. Nhá! Lão Liều khi biết chuyện, lão điền lắm. Cầm cả cái đòn gánh mà rượt bộ chạy Tám quanh nhà. Vừa đánh vừa chửi. Mẹ con chó này! Mày ngu thế hả Tám? Lúc nào mày cũng nghĩ đến tiền. Mày tưởng nhà lão đảng là nghèo thật hư? Để tao thông não cho mày biết. Lão vẫn có một đống của giấu dưới nền nhà đấy. Mẹ mày chứ, lão giàu thứ hai thì đố đứa nào dám giàu thứ nhất đấy. Con ngu này! Lão Điều càng chửi, lại càng điên tiết hơn. Lão đánh cho mụ Tám một trận thừa sống thiếu chết. Đến khi mụ nằm vật ra, sụi lơ trên giường, thì lão mới dừng tay. Lão Điều quăng cái đòn gánh đi, hậm hực cầm lấy cái ấm chè, ngậm vòi mà tu một hơi hết sạch. Các cụ thần sinh đã tạ thế. Tờ giấy giao ước hứa hôn chính là mối liên kết duy nhất giữa hai nhà, cũng đã bị đốt. Tờ giấy chứng minh cho mối quan hệ bền chặt đã thành tro bụi. Vậy mà bây giờ đây, mụ Tám lại mang đi mà tiêu hủy. Khác nào tự tay cắt đứt đi tình huynh đệ giữa các cụ hứa hẹn từ xưa. Lão Điều cũng thấy việc này là sai, quá là sai. Sau khi cho mụ Tám một trận nhừ tử, lão bỏ mặc mụ nằm đó, đóng cổng mà đi một mạch sang nhà ông Đản. Nghe qua câu chuyện lão Điều kể, ông Đản đi vào trong nhà một hồi, mang ra tờ giấy giao ước hứa hôn thứ hai rồi nói. Anh ạ, thôi thì đấy là do cái duyên số. Nó không cho con cái mình nó đến với nhau đấy. Còn chị Tám vì phút nông nổi này mới làm như vậy. Anh cũng đừng có giận chị ấy. Dù sao thì tình cảm anh em mình suốt bao nhiêu năm qua, nó còn hơn ruột thịt. Đâu phải vì một tờ giấy mà bỏ được đâu. Đoạn, ông Đản đưa tờ giấy còn lại, đốt đi. Lại nói, em cũng sẽ đốt nó đi. Coi như là chấm dứt cái lương duyên giữa hai đứa nhỏ. Còn chúng ta, trước sau gì em vẫn coi anh là anh. Nghe tới đây, lão Liều không cầm được nước mắt. Ôm chầm lấy ông Đảm mà khóc. Con người sống với nhau lâu dài, được nhờ tình cảm là chính. Chứ nếu tiền bạc thì chắc chỉ dăm bữa nửa tháng. Còn tiền thì còn vui vẻ. Chứ hết tiền thì nại mặt nặng mày nhẹ. Thái độ quay ngoắt 180 ngày ấy mà. Lão Điều lại nói. Thật tình. Anh cũng không bao giờ nghĩ đến là cái con mụ vợ của anh nó lại dám làm ra cái chuyện như vậy. Làm trái với di huấn của mẫu phụ. Nay được chú rộng lòng tha thứ. Anh coi như cũng chuốt hết được gánh nặng trong lòng. Ngồi cà kê với ông Đảm chè cháo, thuốc lào cả buổi. Lão Điều mới cáo từ ra về. Đi trên con đường làng, lão mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng. Thôi, mất cái lọ, vẫn vớt vát được cái chai. Còn cái chuyện kia, đợi con trai ông lớn, ông cho sang lấy đóng gạch vài bữa, cho con gái chữa ảnh ra, kiểu gì chả phải cưới. Rồi của lão, về tay ông hết. Màn kịch kết thúc, lão Điều lộ rõ vẻ mặt của lão là một kẻ hám lợi thực sự. Lão tính toán, còn có phần hơn cả mụ vợ của mình. Từ khi biết tin ông Đản có của cải riêng, nhưng lại giấu giếm, cố tình sống một đời giản dị, khiến cho ai cũng nghĩ rằng ông ấy nghèo khổ. Lão Điều đã như mở cờ trong bụng. Ấy vậy mà suốt chút nữa, mụ Tám phá tan hết tất cả. Cũng may mà lão nhanh trí, nên vớt phát được phần nào. Vừa đi trên đường, lão vừa nhắm mắt mà nghĩ đến viễn cảnh tương lai, trong lòng không khỏi vui sướng. Bất ngờ, một chiếc xe ngựa từ phía đối diện lao tới với một tốc độ kinh khủng. Gã phu xe không tài nào kiểm soát được con ngựa của mình. Gã chỉ biết la hét trong vô vọng. Tránh ra! Tránh ra! Mọi người tránh ra! Nghe tiếng hét của gã, lại thấy con ngựa với đôi mắt đỏ ngầu hung dữ đang lồng lên. Hẳn là đã gặp phải chuyện gì nên nó mới trở nên như vậy.
Ai nấy cũng phải lập tức dạt sang hai bên tránh đường. Riêng lão điểu, vì đang mải mê với những tính toán mưu mô nên chẳng để ý. Gã phu xe gào đến cháy cả cuống họng. Anh điểu, tránh ra, tránh! Đến khi lão điểu nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề thì đã muộn. Cả phù xe chỉ còn biết nhìn con ngựa của mình húc vào lão điểu một cú chí mạng trực diện. Trong âm thanh ngựa hí vang kèm theo tiếng răng rắc của lão điểu bị bắn ra đến cả chục thước. Xương cốt vỡ vụn, cả cơ thể bầm dập, mắt trợn tròn, miệng lão phun ra một búng máu. Đôi tay run rẩy chỉ lên trời một hồi rồi buông thõng. Người lão mềm nhũn, toàn thân bất động. Lão chết khi những mục đích của mình vẫn chưa được thực hiện. Lão chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng như không cam tâm chấp nhận số phận của mình. Mụ Tám không ngờ rằng trận đòn mà mụ vừa phải gánh chịu cũng là trận đòn cuối cùng mà mụ được bị chồng đánh. Mụ lết cái thân vẫn còn ê ẩm vì đòn roi, lại gần chiếc quan tài người ta khiêng về. Nhìn lão điểu chết không nhắm mắt, thân thể dập nát, hẳn là phải chịu một cái chết đau đớn đến tột cùng. Mụ lấy tay vuốt mắt cho lão, rồi gào khóc. Ông ơi, sao ông bỏ mẹ con tôi bất thình lình thế này hả ông ơi? Mẹ con tôi nương tựa vào ai ông ơi? Đứa con trai của vợ chồng mụ còn bé, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ tay vào lão điểu đang nằm trong quan mà hồn nhiên hỏi. Sao giường lớn thầy không nằm, thầy lại chui vào trong giường bé tẹo thế? Mụ Tám nghe con nói vậy cũng chỉ biết sụt sùi ôm con mà khóc. Đám tang diễn ra một cách chóng vánh. Ông Đản khi biết tin vội vàng gửi thi bên hàng xóm chạy đến nhìn mặt lão điểu lần cuối, cũng là để an ủi mẹ con mụ Tám vơi đi cái nỗi đau thương mất mát này. Tiền nằm ma chay của lão điểu, ông cũng một tay lo liệu cho tươm tất. Tới khi lão đâm mồ yên mà đẹp, lại còn chu cấp cho mụ Tám một khoản tiền lấy vốn liếng mà làm ăn. Từ đó mụ Tám mới thay đổi ít nhiều về tính tình. Dù không hám tiền hám lợi như trước, nhưng cái quá khứ đó vẫn làm cho mụ say dứt lắm. Biết đâu nếu như mụ không đốt cái bản giao ước đó thì mụ cũng không phải chịu đòn roi để lão điểu phải lang thang trên đường rồi phải chịu một cái chết thảm thương như thế. Và biết đâu con trai của mụ bây giờ đã nên duyên với cô bé Thi, một người con gái đẹp người, đẹp nết nhất làng. Mụ Tám nhớ lại chuyện xưa một hồi thì thở dài thườm thượp. Thì cũng đã đi tới chỗ đám đông xem cảnh náo nhiệt. Cô lách người qua bên trong, Thi ngây người, đứng trần mắt mà nhìn. Đập vào mắt Thi là một người đàn ông, tuổi đời gần 30, nhưng trên khuôn mặt lại toát ra một vẻ phong trần lãng tử. Anh ta múa những nét bút trên chiếc khung tranh nhỏ, thi thoảng lại đánh mắt nhìn chân dung của người được vẽ, rồi lại đưa những chi tiết thơ vào trong bức phác họa của mình. Có vẻ như bức tranh sắp hoàn thành. Những ánh mắt tập trung vào nét bút, chân dung người được vẽ và bức phác họa, người ta nhìn thấy phải trầm trồ, thán phục. Trời ơi, đẹp quá! Giống quá đi mất! Kìa, mọi người nhìn xem, cái ánh mắt nụ cười, có hồn không cơ chứ? Một bà lão độ chừng 70 cất lên, tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ. Phải chỉ, tôi còn trẻ, trẻ lại mấy chục tuổi, nhất định tôi sẽ nhờ anh này vẽ cho một bức để đời. Tiếc quá! Có người cười, đáp lại phụ họa. Thì bà cứ vẽ lấy một bức, sau này xuống suối vàng con cháu còn có cái ảnh mà thờ phụng. Giống như nhà ông Đản ấy, ông ấy cũng nhờ người vẽ cho vợ một bức ấy thì đẹp thì còn gì. Bà lão nghe vậy tức lắm, quay sang lườm nguýt. Nói như vậy chẳng há là chù bà chết hay sao? Người kia giật mình khi thấy ánh mắt tóe lửa của bà, đoạn nhắc Thế Thi kiếm cớ mà đánh trống lảng. Cô Thi, con gái ông Đản này, cô cũng đến xem cơ à?
Thi chỉ gật đầu đáp lễ, rồi lại dán mắt tập trung vào bức tranh sắp hoàn thành. Bức vẽ hoàn tất, họa sĩ Lãng Du này ký tên trên bức phác họa, rồi giao tận tay cho người được vẽ. Trời ơi, tôi còn không nhận ra mình cơ này, đẹp quá. Người kia cầm trên tay bức vẽ của mình thốt lên. Bức vẽ lột tả từng chi tiết trên khuôn mặt chính xác, như thể mình đang tự ngắm bản thân trong chiếc gương vậy. Nhận tiền thù lao, Huân cất giọng. Cảm ơn bà con đã luôn ủng hộ. Hôm nay tôi chỉ vẽ tới đây thôi. Hẹn mọi người phiên chợ sau lại đến nhé. Nói xong, Huân thu dọn đồ nghề. Đám đông cũng nhanh chóng giải tán. Dần dần, chỉ còn mình Thi đứng chờ chọi. Mắt không có lấy một lần chớp. Cô vẫn đăm đăm dõi theo từng hành động, cử chỉ của Huân. Đến khi một giọng nói vang lên, cô mới bất giác giật mình. Này cô dì ơi, làm ơn tránh đường cho tôi đi. Dạ vâng. Nhận ra mình đang đứng chảnh ảnh giữa đường, chắn ngang mọi lối đi, Thi ngượng ngùng lắp bắp, nói từng tiếng một cách khó khăn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô thấy cô xấu hổ. Mải mê với những nét vẽ của Huân, làm Thi quên luôn cả giờ giấc. Cô nhanh chóng trở về nhà, mà trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh của một chàng họa sĩ Lãng Du bụi bặm nhưng đầy chất phong tình. Liên tiếp những thời gian sau đó, hễ mà tới phiên chợ, ông Đản lại thấy con gái xách cái làn mà đi sớm lắm. Mãi cho tới khi tan chợ mới thấy mò mặt về. Thấy con gái mình đột nhiên có nhiều biểu hiện lạ, khác hẳn với khi trước, ông Đản cũng thấy lầm lạ lắm. Nhưng ông cũng không có tiện hỏi, vì có những chuyện tế nhị chỉ có cánh phụ nữ mới có thể giải quyết được. Chứ bậc làm cha như ông, nhiều lúc cũng chỉ bối rối mà không biết xử lý ra sao. Ông không biết rằng, con gái của mình đã trúng phải tiếng sét ái tình, mà phải lòng một chàng họa sĩ Lãng Du ngay từ lần đầu gặp mặt. Lấy cớ là đi chợ, nhưng thực tế là Thi dần phành lớn thời gian để chăm chú nhìn Huân đang thả hồn vào trong tác phẩm mới. Một bức vẽ truyền thần sắp sửa được hoàn thành. Chính Huân cũng nhận ra sự hiện diện của Thi dạo gần đây. Anh cũng bị hớp hồn trước vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ của cô nàng. Cô luôn là người cuối cùng đứng nán lại chờ anh hoàn thành xong tác phẩm của mình để giải tỏa khúc mắc trong lòng. Huân tiến lại gần, đánh bạo hỏi han. Cô dì ơi, có vẻ cô rất thích loại tranh này đúng không? Thi giật mình khi nhận được câu hỏi bất ngờ của Huân. Tim của cô bắt đầu loạn nhịp. Cô đáp với khuôn mặt ửng hồng. Em tên Thi ạ. Nói đến đây, Thi ngại ngùng lắp bắp một hồi, cũng không nói thêm được một câu trọn vẹn. Huân mỉm cười đề xuất. Hôm nay tôi cũng rảnh. Cô có muốn tôi vẽ cho cô một bức không? Đừng lo, cái này tôi vẽ tặng, sẽ không lấy tiền của cô đâu. Đây là lần đầu tiên có một người con trai đứng đối diện mà bắt chuyện với Thi, khiến cho cô có một cảm giác lạ lắm, khó có thể nói lên thành lời. Có lẽ là cô đã biết cái cảm giác rung động đầu đời của một người con gái là như thế nào rồi. Thi bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Cả hai người cùng bước đi chung một con đường. Không ai nói với ai câu nào. Thi thoảng họ lại liếc qua, rồi bất chợt ánh mắt của nhau lại va vào, e thẹn và quay đi. Tình yêu đầu đời nó đẹp như thế đấy. Nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng với một mình Thi. Dừng chân tại một bãi đất trống, Huân bắt đầu với công việc của mình. Từng nét vẽ đưa nhanh thoăn thoắt trên bức phác họa. Thi ngồi im, chăm chú nhìn Huân một cách say sưa. Thi thoảng lại vén lên những gợn tóc bay phấp phới theo gió đang xòa trên gương mặt mình. Có lẽ cô đã thật sự rung động. Bức vẽ còn chưa hoàn thành, trên bầu trời mây đen bỗng ùn ùn, cơn mưa bất chợt tuôn xuống xối xả. Huân vội vàng thu dọn, kéo tay Thi chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cả hai chạy tới được một căn nhà hoang không có người ở thì cũng là lúc bộ quần áo trên người đã ướt đẫm. Thấy người Thi run lên vì lạnh, Huân lập tức
tìm quanh căn nhà để kiếm một ít củi khô, nhóm lên một đống lửa, sưởi ấm cho cơ thể và hong khô quần áo. Ngồi cạnh đống lửa, thấy thì vẫn run lên bần bật, Quân lên tiếng. Em lạnh lắm phải không? Thi gật đầu không đáp. Huân tiến lại gần, ngồi bên cạnh cô thì thầm. Để anh sưởi ấm cho em nhé. Nói rồi, không đợi Thi trả lời, Huân ôm chặt Thi vào lòng. Đôi tay săn chắc, bờ vai rộng của Huân khiến Thi cảm thấy ấm áp vô cùng. Thân thể ngọc ngà của Thi áp chặt vào người Huân, khiến anh không kiềm chế được bản thân mà đặt lên môi Thi một nụ hôn dài, mãnh liệt. Tay của anh bắt đầu mơn trớn luồn lách khắp thân thể của một thiếu nữ vừa chớm xuân thì. Ban đầu Thi còn chống cự một cách yếu ớt, nhưng rồi cũng hòa quyện vào dư vị ngọt ngào của đôi môi. Thi nhắm mắt ngất ngây, chìm đắm trong nụ hôn đầu đời của mình. Chuyện gì đến cũng đến. Bên ngoài, mưa vẫn cứ rả rích, không có dấu hiệu ngừng. Ở bên trong căn nhà hoang dột nát, hai cơ thể đang hòa vào nhau làm một. Từng hơi thở gấp gáp, xen với từng nhịp đưa đẩy, nhẹ nhàng. Thời gian như dừng lại, ngay giây phút này, thì chính thức đã trở thành một người đàn bà. Ngồi ở nhà, nhìn ra ngoài, mưa đã ngớt, nhưng trời vẫn cứ đánh sấm rền vang. Những tia chớp cứ đùng đoàng, rạch ngang bầu trời. Chẳng biết tới lúc nào cơn mưa lại bất chợt mà tuôn xuống. Phiên chợ cũng đã tan từ lâu, nhưng đến giờ này thì vẫn chưa có về, khiến ông Đản cảm thấy lo lắng vô cùng. Ông Toàn lấy bộ quần áo tơi, định bụng chạy đi tìm con, thì thấy bóng dáng Thi đã về tới cổng. Trông thấy bộ quần áo lấm lem, dính đầy rơm rạ của con, ông cũng không lấy làm lạ. Ấy là bởi trong cái suy nghĩ của mình, ông đoán là Thi vừa trú mưa ở đâu đó rồi va quệt vào. Ông Đản lên tiếng thúc giục. Vào nhà đi con, nhóm củi mà sưởi ấm, không lại cảm bây giờ đấy. Thi vâng dạ, làm theo lời ông. Ngồi bên bếp lửa, dư âm của những giây phút mặn nồng vẫn còn. Cô khẽ mỉm cười. Thì ra khi yêu, con người có thể quên đi bản thân, sẵn sàng hiến dâng đời con gái cho người mình yêu. Thời gian trôi qua, đều đặn mỗi ngày phiên chợ, Thi và Huân vẫn lén lút gặp nhau. Nằm trong lòng Huân, Thi ngước mắt nhìn anh thủ thỉ. Anh, bao giờ anh mới nói chuyện với thầy em, mang chầu sang cưới em? Những lời của Thi khiến cho Huân giật mình, anh lắp bắp. Sao bỗng dừng, em lại hỏi như vậy? Thi ngồi bật dậy, cô quay lưng giọng hờn dỗi. Anh không muốn cưới em ư? Tất cả những gì của con gái em đều cho anh hết rồi. Bây giờ anh lại nói như thế. Huân cũng bối rối. Không phải, anh không có ý đó. Chỉ là anh thấy bây giờ vẫn còn quá sớm thôi. Sớm? Nhưng mà hình như em có thai rồi. Cái gì? Em có thai? Thì nói ra, vốn dĩ để được trông thấy niềm vui sướng hạnh phúc trên khuôn mặt của Huân. Niềm hạnh phúc khi trở thành bố, thành mẹ thật sự nó rất khó tả. Ngay cả Thi, khi mới biết tin mình đã mang trong mình cốt nhục của Huân, trong lòng cô cũng dâng lên một niềm vui sướng đến tột độ. Nhưng trái lại, Huân biến sắc, gã dường như không tin vào những gì Thi vừa nói. Định thần một hồi, trên khuôn mặt gã bắt đầu lộ ra nụ cười của một gã sở khanh, thực thụ. Có thai à? Tiếc quá nhỉ? Vậy từ hôm nay không được chơi đùa nữa rồi. Thì trợn mắt. Anh nói cái gì? Đau lưng thế nhỉ? Tôi thì nói cho cô biết vậy. Tôi chả yêu gì cô cả. Thứ tôi cần là thân xác cô. Thế thôi. Ngu dốt, tự dâng lên. Làm gì có mèo nào chia mỡ. Nói rồi, gã thản nhiên đứng lên, bước đi, bỏ mặc Thi ở lại. Với một cú sốc mạnh,
một nỗi đau đến rằng xé tâm can. Trái tim trao cho nhầm người những lời đường mật. Bây giờ đây, nó thành những lời cay đắng. Thì mất tất cả, thanh xuân, cũng như cả cuộc đời phía trước. Từ sau hôm ấy, Huân cũng mất tăm mất tích. Không còn một ai thấy bóng dáng của gã đâu. Ai cũng đoán, có lẽ gã đã chuyển sang xứ khác kiếm ăn. Riêng thì lại có suy nghĩ khác. Cô biết, gã lại tiếp tục trên con đường dụ dỗ những cô gái khác, hòng lừa vào bẫy tình do gã giăng ra. Bụng của Thi ngày càng một to. Trước ánh mắt dị nghị của mọi người, những lời nói cay độc như con dao muốn đâm thấu vào trái tim vốn đã tổn thương của Thi. Ôi giời ơi đấy! Cành vàng lá ngọc của lão đàn đấy! Cố tỏ ra thanh cao cho lắm vào! Từ chối! Công tử! Để sao? Để chữa ảnh cái bụng hoang cái kia! Ôi giời! Đấy đấy! Này! Tôi nghe tin là có chữa với cái thằng họa sĩ đợt trước đến đây vẽ tranh truyền thần đấy. Chứ còn lại không à? Ngày nào họp chợ, chả ra đứng đấy kể ca cả buổi. Có khi nó bỏ bùa. Ôi, cái bọn công tử trước đây mà hỏi cưới giờ chắc cũng chạy hết rồi nhé. Lời nói xì xào bàn tán của dân làng đến tai ông Đản, khiến cho ông biết con gái mình đã trao thân cho một thằng sở khanh. Ông xấu hổ, ông nhục nhã không biết xấu mặt vào đâu. Ông tức giận. Thì ơi là Thi, mày có biết làm như vậy là mày đang bôi cho chát chấu vào mặt thằng bố mày không hả con? Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Từ nay mày muốn đi đâu thì đi, tao không có cái đứa con gái lăng loàn như mày. Cút! Nước mắt đã rơi trên gương mặt rám nắng. Ông Đảm vì quá mức giận dữ mà không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, thì lặng lẽ lau nước mắt, đi vào trong lấy tạm bộ quần áo. Cô quỳ xuống lại ông Đảm ba lạy, nước mắt rưng rưng. Con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng thầy được nữa rồi. Con xin phép thầy, con đi. Nói rồi Thi sụt sùi quay lưng bước đi ra khỏi cánh cổng. Cô chính thức không còn là con gái của ông Đảm nữa. Ông Đảm miệng thì xua đuổi, nhưng thực tâm ông rất thương con gái của mình. Sinh ra trên đời đâu phải ai cũng hoàn hảo. Mọi sự sai lầm vấp ngã trong cuộc sống cũng chỉ để cho bản thân trưởng thành hơn mà thôi. Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, ông Đảm mới nhận ra con gái của mình còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chẳng còn e sợ chuyện người ta cười chê, ông đứng phắt dậy, lao nhanh ra ngoài cổng, mắt ngó ngang ngó dọc. Nhưng thì đã đi mất dạng từ lúc nào. Cổng mở toang, ông Đảm hớt hải chạy đi tìm. Ông đến tất cả những nơi mà Thi có thể đến. Suốt từ sáng cho tới tận xế chiều, ông thất thểu quay về với khuôn mặt buồn bã, thất vọng. Không biết thì đã đi đâu. Ông Đảm ngồi sụp xuống, tay bám vào trụ cổng, miệng mếu máo. Thì ơi, về đây với thầy đi con. Thầy tha lỗi cho con mà về đi. Nói về Thì, từ lúc rời khỏi nhà, những ánh nhìn khinh miệt, những lời nói cay độc lại vang lên. Cũng phải, bởi trong số họ cũng có một vài người mang cơi trầu sang hỏi Thi cho con trai của mình, nhưng đều bị nhà ông Đảm từ chối thẳng thừng, bẽ mặt mà bỏ về. Này thế thì lâm vào hoàn cảnh như vậy, nên họ lợi dụng cơ hội đó mà đâm chọc cho hả hê. Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán của người làng, thì vẫn cất bước lặng lẽ đi tới cánh đồng. Ra khỏi cổng làng, cô quay đầu lại, ngắm nhìn nơi mình đã sinh ra và lớn lên lần cuối, rồi lẩm bẩm trong miệng. Vĩnh biệt thầy, người con yêu nhất. Nếu có kiếp sau, con lại xin được
làm con của thầy. Lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt, Thi quay người lững thững bước đi. Khuôn mặt dần trở nên vô hồn. Cô tiến thẳng về phía cánh rừng hoang vẫn được người đời đồn thổi có đi mà không có về. Lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, Thi quay người lững thững bước đi. Khuôn mặt dần trở nên vô hồn. Cô tiến thẳng về phía cánh rừng hoang vẫn được người đồn thổi là có đi mà không có về. Tiếng lá cây xào xạc theo mỗi bước chân nặng trĩu của Thi. Càng lúc cô càng tiến sâu vào bên trong, cho đến khi bầy chim rừng bay nháo nhác thì nghe thấy tiếng động. Thi giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Và rồi cô tự vấn, đây là đâu? Sao mình ở đây? Thi hoảng hốt vội tìm lối ra, nhưng vô ích. Cô không tài nào nhớ nổi mình đã đi đến đây như thế nào. Lại luẩn quẩn một hồi thì càng khiến cho Thi đi sâu thêm vào trong rừng. Cây cối tùm khiến cho Thi bị mất phương hướng. Cô gào khóc trong tuyệt vọng, có ai ở đây không? Cứu tôi với! Đáp lại lời Thi chỉ là những âm thanh của chính cô từ bốn bề dội lại. Khung cảnh lại trở nên yên tĩnh, hoang vắng đến đáng sợ. Trời đổ về khuya, màn đêm dày đặc buông xuống khiến cho Thi sợ hãi, co vào một góc. Chân tay run rẩy. Nếu là ngày trước, lẽ ra vào cái giờ này, cô đã chăn ấm đệm êm mà đi ngủ, chứ không có phải ngồi đây mà chịu đói, chịu khát như thế này. Cuộc sống trớ trêu đã đưa đẩy Thi lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng. Người đời dè bỉu, miệt thị, bị chính cha ruột của mình từ mặt, lại không còn bà con thân thích nào khác. Thì thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời đầy những cạm bẫy. Cô cảm thấy chán cuộc sống này. Có lẽ chỉ có chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất. Có con chim rừng không biết từ đâu bay đến, đậu trên đầu Thi. Nó hót líu lo, rồi bất chợt cất cái giọng, cái thứ âm thanh lanh lảnh khiến cho Thi nổi da gà. Chết, chết, trả thù, trả thù. Phút chốc nghĩ tới Huân, kẻ đã khiến cho cô lâm vào con đường cùng, trong lòng Thi tràn ngập sự thù hận của kẻ bội bạc. Chính gã là kẻ đã tước đoạt đi cuộc sống đang tươi đẹp của mình. Thi buộc cái số quần áo của mình mang theo thành một sợi dây thòng lọng. Đoạn đi tìm một gốc cây to, Thi buộc cố định một đầu, rồi thả đầu dây thòng lọng xuống dưới. Cô xoa bụng, nhìn giọt máu của mình đang lớn lên từng ngày mà nói, mẹ xin lỗi, con còn chưa trở đời mà đã phải theo mẹ rồi. Có trách thì trách con chọn nhầm chỗ thôi. Đoạn Thi chồng cổ mình vào trong thòng lọng, cười lên như điên dại mà hét lên, Huỳnh! Tao chết, tao có thành ma cũng phải tìm được mày, nhất định mày phải trả giá. Trong khu vực hoang vắng, một tiếng động vang lên, kèm theo đó là bóng dáng một người bị treo bởi một sợi dây đang giãy giụa, bàn chân không ngừng khoáng đạp. Một hồi sau không còn thấy động tĩnh gì nữa. Cơ thể của Thuy buông xuôi bất động, mắt trợn trừng trừng trắng dã, móng chân móng tay trở nên tím tái. Cái xác của Thi lủng lẳng đong đưa qua lại theo gió. Là một người nhưng hai mạng, chính là cõi nhân gian. Kể từ ngày Huân bỏ mặc Thi cùng với máu mủ của mình mà rời sang ngôi làng ấy, gã lang bạc hết xứ này đến xứ nọ cũng chỉ với mục đích dùng chút tài hoa của mình có lừa gạt những cô gái trẻ, người non dạ. Ấy thế nhưng gái trẻ đâu chẳng thấy, toàn bị mấy bà già tuổi đời dễ cũng đến ngũ tuần mồi chài, gạ cấm đến nhà riêng để mà vẽ tranh khỏa thân.
Chỉ mới nghĩ đến cái thân hình già nua, sập sệ ấy của mấy mụ đã thấy giận cả người. Huống gì là cầm bút mà phát lại. Lỡ mày số phận đen đủi, gặp lại mấy con mụ đang đến tuổi hồi xuân, có khi gã chẳng còn xác mà về. Tình cờ gặp một đồng hương trên phố huyện, Huân tỏ ra vui mừng lắm. Gã lôi hai người vào trong quán nhậu, chén chú chén anh, mãi cho tới sáng. Gã đồng hương kia có tên gọi là Vinh Sâu, tuổi ngoài 50, làm nghề buôn bán cho nên cũng thường xuyên lăng bạt khắp nơi. Dẫu lúc nào cũng ngấm, khiến cho lão cũng ngà ngà say. Lão vuốt ve cọng râu dê của mình, nhếch mép cười. Dạo này chú cũng chịu khó làm ăn nhỉ? Lâu lắm rồi chưa thấy về quê. Hay là kiếm được bà hai bà ba trên này nên chán mấy cái con mái già ở nhà? Ai chết! Bác cứ lớn tiếng như thế, chết em đi! Huân đưa tay lên miệng xuyệt một tiếng. Dù tuổi tác của lão Vinh Dâu đáng tuổi cha chú, nhưng trên bàn nhậu dườm ra câu nệ chi tiết làm gì, lễ nghi cũng chẳng phải ý hay. Cứ xưng hô như anh em cho nó gần gũi, mà có khi cuộc nhậu lại thêm phần thoải mái vui vẻ. Lão Vinh Dâu cười khê khà, lão vẫn cứ nói oang oang, nước bọt văng tùng tóe. Ở đây làm gì có ai biết mình là đứa nào đâu mà phải sợ. Anh thừa biết mục đích đi vẽ tranh của chú. Chẳng qua hôm nay gặp được nhau, anh mới hỏi thôi. Bác thì đúng là hiểu em. Chẳng giấu gì, cũng được vài em non tơ. Có chửa thì em chuồn, thế thôi. Yeah. Lão Vinh Dầu vỗ đùi đánh đét một cái mà cười ha hả. Được, thằng này khá, trả bù cho anh. Cái hồi anh bằng tuổi chú, quanh năm suốt tháng, chỉ biết vụt mặt vào sông quê. Có biết tình hình, mương máng ruộng đồng ở bên ngoài nó ngang dọc thế nào đâu. Chuyện bí mật của cánh đàn ông với nhau, ngu gì mà để lão đàn bà biết. Yeah. Nhưng mà dạo này em cứ sao sao ấy, ruột gan nóng như nổ đốt, công việc thất thường. Ngày được ngày không, lại chẳng chăm dắt được cái đứa nào ngon nghẻ. Có khi cuối tháng em về, về quê với con mái già. Em đi lâu thế nhỡ ở nhà rảnh háng, lại dẫn trai về nhà, chết. Lão Vinh Dâu gật đầu, đoạn lại nâng chén lên. Tính phải đấy, đi lâu lâu cũng phải về, để mà xem ruộng vườn ở nhà chứ. Có là mọc lên, không dọn, đứa khác nó dọn hộ, cô mà chết. Cả hai lại cười lên khà khà, mà nâng chén cũng lì. Chủ quán chạy ra, khuôn mặt hồ hởi. Có khi lâu lắm rồi, gã mới có được những thực khách như vậy. Uống từ sáng cho đến chiều, từ chiều lại cho đến sáng. Mồi nhắm các kiểu cứ bưng ra liên tục. Tính ra cũng lãi được khá khá. Gã cầm chiếc bàn tính, ngón tay cứ thân thoát mà gầy. Những hạt tính gỗ, rồi lại cười lên. Dạ, của hai vị, hết tất thảy ba quan. Cái gì? Huân và lão Vinh trố mắt ngạc nhiên. Hai kẻ này tất nhiên không phải là kẻ kinh tế có tiền. Gã chủ quán vừa mới nói ra, nhìn đi nhìn lại. Suốt từ đầu cuộc nhậu tới giờ, cũng chỉ có hai người, tuyệt nhiên không có người thứ ba ở đây. Ấy vậy mà gã chủ quán lại báo là ba vị, lại còn lầm tưởng Huân và lão Vinh là bố con nữa chứ. Huân móc trong túi ra một quan tiền, cộng với hai quan lão Vinh Dâu vừa đưa, là đủ ba quan. Gã để vào trong lòng bàn chiếc quạt mò của gã chủ quán, nhìn gã mà thắc mắc. Này, lão chủ quán, ông có bị hoa mắt không? Rõ ràng chỉ có hai chúng tôi, sao lại nói là ba? Ê, quý khách cứ đùa. Thế cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh quý khách kia là ai? Ê, đứa bé đang ngồi ở trong lòng cô ấy kia nữa, kháu khỉnh đáng yêu thế kia cơ mà. Gã chủ quán cười gian xảo, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Huân. Gã giật bắn mình quay sang, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Chiếc ghế bên cạnh hoàn toàn trống không. Đưa mắt nhìn lão Vinh thăm dò, lão cũng lắc đầu tỏ ý.
lão chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để cho chắc chắn, Huân gọi giật gã chủ quán lại. Này, tôi làm gì có thấy ai? Ông thấy thật à? Gã chủ quán ngơ ngác, cho rằng việc này là thừa thãi. Vì thực sự, lão thấy như thế nào thì nói như vậy, không có một chút giấu giếm. Nhưng để chiều lòng khách, gã cũng đành nhìn sang một lần nữa. Cô gái bên cạnh nở một nụ cười ma quái với gã chủ quán, làm cho gã toát mồ hôi hột, phải lấy chiếc khăn đang vắt trên vai mà thấm. Gã ghé miệng sát vào tai của Huân mà thì thầm. Hiếp, tôi nói khí không phải, vợ của cậu bôi sáp lên mặt hay sao, cứ trắng bệch bệch, trông như cái đứa chết trội, ghê thế. Huân bắt đầu chính choáng hơi men. Gã nghe chủ quán nói vậy chỉ ậm ừ cho qua, nghĩ cái gã chủ quán này có khi còn say hơn cả mình. Huân và gã Vinh đứng lên loạng choạng bước ra cửa quán, sau đó hai người chia tay nhau. Huân một mình bước đi trên con đường làng thất thểu, con đường mà hắn đã đi đến cả tháng nay vẫn chưa tìm được một em nào ngon nghẻ để cho mình chén. Con đường hôm nay chẳng hiểu sao nó tối đen như là cái hũ nút, không có một bóng người qua. Đã vậy, gió hôm nay cũng mạnh hơn thường ngày, cứ thế từng cơn ào ào cuốn đến, khiến cho hàng cây bạch đàn cứ lao sao xì xào, vang lên những tiếng kéo cà kéo kẹt, nghe đến rợn cả người. Lẫn trong cái tiếng gió và tiếng kéo kẹt của hàng cây, Huân chợt nghe thấy có một tiếng. Đó là tiếng khóc, tiếng khóc thê lương ai oán của một cô gái và tiếng khóc của một đứa trẻ con đang hòa vào với nhau. Vô lý, giờ này ai còn ra đi khóc vậy? Huân lẩm bẩm trong miệng, cố gắng nheo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen đặc và những tán cây to đứng sừng sững trong bóng đêm. Cái tiếng khóc ấy nó nhỏ lắm, nghe thế nào ấy cũng vẫn nhận ra. Càng lắng tai nghe, tiếng khóc ấy nó càng nhỏ đi. Huân nghĩ có khi là do những cành cây kia nó tạo ra, chứ làm gì có ai giờ này bế con ra đây khóc cơ chứ. Loạng choạng siêu vẹo bước đi, chân nam cứ đá chân chiều, nhiều lúc tưởng chừng muốn lộn nhào xuống ruộng lúa. Cái tiếng khóc lần nữa lại vang lên, lần này nó rõ rệt như là đang đứng sát đằng sau lưng gã vậy. Gã quay phắt lại, thì hỡi ơi, phía sau lưng là một người đàn bà đang bế theo một đứa con đỏ hon hòn. Đứa bé đây nó bé lắm, nó chỉ bằng cái cổ tay thôi. Người đàn bà ấy cất tiếng. Anh Huân, có nhận ra em không? Huân đứng người, giọng nói ấy làm sao mà hắn quên được. Đúng, chính là giọng nói của Thi. Thi, sao cô lại ở đây? Anh Huân, em đi tìm anh lâu lắm. Anh nhìn này, con của chúng mình này, anh bế con đi. Đoạn, người đàn bà ấy ném cái đứa trẻ trên tay về bên này. Đứa bé ấy bay trong không trung, cái dây rốn dài thòng cũng cứ thế mà bay theo. Bốp một phát, đứa bé dính vào mặt Huân. Nó bậu ở trên đấy, nó cười lên những tiếng khẳng khặc của đứa trẻ con, sau đó là những tiếng khóc, rồi tiếng nói nghe man dại phát ra. Thầy là thầy của con. Huân sợ hãi
ngã ngửa về đằng sau, tay liên tiếp đưa lên mà gỡ cái đứa bé ra, nhưng nó bám chặt lắm, không thể nào gỡ nó ra được. Sau đó, mồm nó giống như là có răng nanh, nó đưa cái mồm lên cao, bổ xuống một nhát ngay chính giữa trán của Huân. Thì cũng dần dần tiến về bên này. Bàn tay của cô, móng vuốt dài, nhọn hoắt, đưa xuống, chọc vào bụng Huân. Anh Huân, anh nói anh yêu em mà. Tim em đâu? Tim anh đâu? Em muốn xem tim của anh có còn yêu em không? Đoạn, cô càng lúc càng nhấn sâu bàn tay của mình, móc ra cái trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của Huân. Huân hự lên một tiếng, máu từ trong mồm cứ thế phun ra. Cái đứa bé kia vẫn cứ đưa cái mồm lên bổ xuống. Cái trán bị vỡ, sâu hoắm một lỗ. Nó vụt mặt vào trong đấy mà nhai nhóp nhép cái mớ óc lẫn cả máu. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra chàng họa sĩ Lãng Tử đã chết ở trên con đường. Tình trạng vô cùng kinh dị. Người ta không biết tại sao lại có thể chết một cách man dại kinh dị như thế này. Có người nói rằng đó là do thú dữ. Nhưng tất thể mọi người đều biết ngôi làng này xưa giờ chưa bao giờ có thú dữ về cả. Người ta nghĩ có lẽ là một vụ cướp nào cũng nên. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Nam Cun đã gửi chuyện vào cho kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.